định nghĩa tính đạo hàm thì viết công thức ra f phải x bằng lim fx trừ fx0 chia x trừ x0 x tiến về x0. X0 đã cho là cái gì chưa? Chưa thì cũng y chang, chỗ nào có x thay bằng x0, nghe kẹp không? Chỗ nào có x thay bằng x0, tiếng Việt Nam đó, lim x tiến về x0, fx chính là fx viết lại chang. Chỗ nào có x thay bằng x0 trừ mở ngoặc 2x gì? Mới nói xong, chỗ nào có x thay bằng x0? Không. Đã nói tiếng Việt Nam nghe kẹp không? Chỗ nào có x thay bằng x0? Có tiếng Việt thôi mà con không hiểu. Chia x trừ x0, bắt đầu bung vô ngoặc ra, rút gọn. Hiểu. Hai này có chung cái gì? Chung số 2 thôi. Làm gì có 2x, thằng kia x, thằng x0 mà. Nó đâu có giống nhau hoàn toàn đâu mà rút. Vậy bằng mấy? Có hiểu không?